Spider Room không thể thực hiện video bạn đang xem nếu thiếu đi sự đóng góp của các hội viên sau đây. Có lẽ chúng ta không cần phải bàn luận quá nhiều về việc có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân hay không, khi đa số người trẻ bây giờ đang dần có những tư tưởng thoáng hơn về sex. Đặc biệt, có một bước tiến vượt trội so với thế hệ cũ ở đây là phần lớn phụ nữ thời nay đã vượt qua được những định kiến như quan hệ trước hôn nhân là hư hỏng, dễ dãi hay quan hệ tình dục là có lỗi với cha mẹ, cũng như họ đã dần cởi mở hơn với sex. Tuy nhiên, kể cả khi đã có những suy nghĩ thoáng hơn về tình dục, phái nữ vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, né tránh khi nói về vấn đề này. Và chính điều này dẫn tới việc không đủ hiểu biết về sex, cũng như vô vàn những thứ nguy hiểm tiềm ẩn xoay quanh quan hệ tình dục mà rất ít người nói cho bạn biết. Vậy, những nguy hại tiềm tàng của việc e ngại sex, thiếu hiểu biết về sex là gì? Cùng Spyroom tìm hiểu qua bài viết Sex thì tốt đấy, nhưng thiếu hiểu biết về sex và mắc các loại bệnh STD thì không, của tác giả Yes Am Quỳnh, đăng tải trên nền tảng website của Spyroom nhé. Tại sao chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, lại ngại nói về sex? Lý do mà chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, rất ngại nói về sex chính là bắt nguồn từ những câu răn đe từ tận thuở xa xưa mà ông bà mình hay nói. Đó là con gái ngày xưa chữa hoang là bị cạo trọc bôi vôi, bắt đứa bé thả trôi sông, hay là con gái mà không còn trinh thì không lấy được chồng. Cùng với những vụ án mang thai ngoài ý muốn rồi bỏ con ngoài khe tường, vứt con vào thùng rác và hàng loạt những trường hợp xót xa khác khiến cho tư tưởng về quan hệ tình dục trở nên khắt khe hơn bao giờ hết. Lối suy nghĩ này ảnh hưởng trực tiếp tới cha mẹ chúng ta bây giờ, những người thật sự rất cẩn trọng hay thậm chí là cực đoan khi nói về sex với con mình và luôn cố gắng dạy con để không bị hàng xóm đánh giá. Những định kiến về người phụ nữ vốn từ xa xưa đến nay đã có rất nhiều và chưa được nhìn nhận công bằng, đặc biệt là vấn đề về sex. Ví dụ, thủ dâm nam là chuyện bình thường, còn thủ dâm nữ là chuyện hư hỏng, khi nam giới có thể quan hệ với nhiều người nhưng vẫn mong muốn người yêu hoặc vợ mình còn trinh. Ở đây, mình không bàn luận tới vấn đề bình đẳng giới, mình chỉ muốn khẳng định rằng nhu cầu sinh lý đều xuất hiện ở cả hai, nhưng người phụ nữ thường chịu thiệt thòi hơn rất nhiều. Vậy, quay lại chủ đề, mặc dù phụ nữ bây giờ có thể quan hệ trước hôn nhân, nhưng tại sao không dám thảo luận về vấn đề này? Tôi tin là vì họ sợ bị đánh giá là dễ dãi, là hư hỏng, là người lăng nhăng, chơi bời và bị coi thường trong mối quan hệ yêu đương. Càng nói nhiều và càng có nhiều hiểu biết về sex bao nhiêu, những tính từ xấu xí này sẽ được gán cho người phụ nữ bấy nhiêu. Vậy nên, các anh con trai có thể chia sẻ kinh nghiệm giường chiếu với nhau như những bí kíp, thì với đa số con cái chúng tôi lại thường né tránh và ái ngại, kể cả khi có những trải nghiệm tình dục tồi tệ và đau đớn, chỉ vì sợ người khác sẽ nghĩ mình hư hỏng. Và cũng chính vì các cô gái với nỗi sợ bị đánh giá mà không chủ động tìm hiểu những kiến thức cơ bản về sex, e ngại nói ra trải nghiệm của mình, các bạn sẽ đối mặt với những tiềm ẩn nguy hiểm cực kỳ lớn. Ví dụ như có thai ngoài ý muốn, viêm âm đạo, ung thư cổ tử cung, viêm lộ tuyến, rối loạn kinh nguyệt, viêm bàng quang và hàng tỷ các loại bệnh khác. Các bạn đừng bao giờ nghĩ sex là xấu, sex không mang những thứ trên vào người bạn, mà chính sự e ngại và thiếu hiểu biết về sex mới khiến nó xấu. Sex cực kỳ tốt cho sức khỏe và cảm xúc, nhất là trong một mối quan hệ tình cảm. Tất cả những điều mình nói ở trên chỉ muốn khẳng định với các bạn rằng sex rất tốt khi bạn biết cách tự bảo vệ bản thân và trang bị những kiến thức đúng đắn về nó. Hãy cứ chia sẻ trải nghiệm sex của mình như mọi câu chuyện tình yêu khác và đừng bận tâm tới bất cứ đánh giá nào về chuyện đó. Có một câu quote đùa vui trên mạng nói rằng nếu đợi 30 năm tuổi trẻ để lấy chồng rồi mới sex thì coi như 30 năm đó bạn đã không thực sự sống với bản ngã của mình. Vậy nên, cá nhân mình nghĩ rằng sex là một loại công cụ giúp bạn hiểu hơn về cơ thể của mình nếu bạn biết sử dụng nó đúng cách. Những rủi ro khi e ngại và thiếu hiểu biết về sex. Khi có kiến thức đúng đắn về sex và chia sẻ đời sống tình dục với đúng người, bạn sẽ lên voi. Khi e ngại rụt rè và không chủ động tiếp cận về vấn đề này mà bạn vẫn tham gia các cuộc yêu, bạn sẽ xuống chó. Hãy để mình kể bạn nghe một câu chuyện không của riêng ai. X và Y là đôi bạn thân trái ngược. Trong khi X được nhận xét là một cô gái ngoan, thận trọng trong việc ăn mặc và nề nếp ở từng câu nói, thì Y là người phóng khoáng, cởi mở và có phần bị coi là dễ dãi. Ở độ tuổi trưởng thành, khó tránh lại cám dỗ của cảm xúc trong tình yêu, X và Y đều đã quan hệ tình dục. Y thường xuyên chủ động tìm hiểu về sex và không ngần ngại đề cập vấn đề này với nửa kia của mình, còn X thì lại trông thế bị động và phó mặc việc này cho người ấy. Vì thiếu kiến thức cơ bản và thiếu sự chủ động nhằm bảo vệ bản thân trong việc quan hệ tình dục, X gặp những triệu chứng của bệnh viêm âm đạo, gây ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày của X.
Theo Google Trends, viêm âm đạo là từ khóa được search hàng đầu trong vấn đề về phụ khoa, và dựa theo quan sát của mình mỗi lần đi bệnh viện, rất nhiều bạn nữ đang bị mắc phải và đi chữa triệu chứng này. Chắc chắn là sau đó X sẽ phải đi khám, vì sự đau đớn, khó chịu nó sẽ không tự khỏi. Và trải nghiệm trong bệnh viện khi đi khám với những câu hỏi như cháu quan hệ tình dục chưa, quan hệ với nhiều người hay không, đã phá thai chưa, bị như này nhiều chưa, cùng những ánh mắt đầy phán xét và hành động cục cằn khác chắc chắn sẽ không dễ chịu với bạn. Ở nhận định này, mình tin không phải là bệnh viện công hay bác sĩ nào cũng thế, nhưng theo những câu chuyện mình được nghe từ bạn mình thì đa số là như vậy. Có lẽ do đó mà các bạn nữ mắc bệnh phụ khoa thường tới bệnh viện tư hơn, cho dù chi phí đắt hơn rất nhiều lần, chỉ để tránh những ánh mắt đầy sự đánh giá và hành động khám thô bạo. Trường hợp xấu nhất về việc quan hệ khi e ngại và thiếu hiểu biết về sex, theo tôi thì không phải là mắc bệnh và ít nhất có thể chữa khỏi. Trường hợp xấu nhất là gì? Là khi các bạn có thai ngoài ý muốn, trong khi bạn còn chưa chắc đây có phải là người bạn đời phù hợp với mình hay không. Là khi bạn không có đủ khả năng làm mẹ, chưa có đủ tài chính để nuôi con. Là khi bạn còn hàng tỷ hoài bão ở phía trước mà không dám đánh đổi. Theo số liệu của WHO vào năm 2017, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất châu Á và cao thứ 3 thế giới, với trung bình 250.000 đến 300.000 ca được báo cáo chính thức mỗi năm. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng lứa tuổi từ 13 tới 19 chiếm tới 70% con số này. Sự thiếu thốn tri thức luôn là thứ thúc đẩy trí tò mò và ham muốn tìm hiểu của con người. Càng bị cấm đoán, càng né tránh, thì bản năng của mỗi chúng ta sẽ càng muốn biết và muốn làm. Và vòng tuần hoàn thử quan hệ tình dục nhưng vẫn ngại nói, ngại tìm hiểu về sex, rồi mang thai, phá thai hoặc sinh con rồi bỏ con vẫn sẽ là một vòng lặp không lối thoát. Làm thế nào để tiếp cận về sex một cách đúng đắn? Thay vì được giáo dục kỹ lưỡng hay chủ động trao đổi với những người đáng tin cậy, ta phải tự học bằng đủ mọi nguồn có thể trên Internet. Tuy nhiên, ở độ tuổi dậy thì, việc thiếu kỹ năng chọn lọc thông tin sẽ khiến chúng ta có cái nhìn sai về sex. Vậy thì, tiếp cận về sex sao cho đúng? Mình có 3 gợi ý dành cho bạn như sau. Thứ nhất, chủ động thảo luận với những người bạn tin tưởng hoặc những người mà bạn tin sẽ không phán xét bạn. Đây là bước đầu tiên giúp bạn vượt ra khỏi rào cản tâm lý sợ bị đánh giá, và nó sẽ tự khiến tâm trí của bạn tin rằng đây là một chủ đề hết sức bình thường. Một khi đã thẳng thắn trao đổi vấn đề này, bạn sẽ thấy mình không phải là người duy nhất gặp phải những điều khó nói. Không chỉ dừng lại những kiến thức bảo vệ bản thân, thảo luận về những quan điểm xu hướng tình dục như bạn tình, tình một đêm, v.v. cũng sẽ khiến bạn thêm mở mang về góc nhìn, về mối liên kết giữa tình yêu và tình dục, và bản ngã thật sự của mình là ai. Tuy nhiên, hãy biết chia sẻ với đúng người, vì dù cho đa số người trẻ đã quan hệ tình dục, nhưng không có nghĩa họ có tư tưởng cởi mở về nó. Nếu chia sẻ sai người, rất có thể nỗi sợ bị đánh giá và phán xét sẽ khiến bạn thu mình lại và luẩn quẩn trong việc tiếp cận đúng đắn về sex. Chủ động tìm kiếm Google, đọc báo, theo dõi những account cung cấp kiến thức về sex. Mình không đề xuất mọi người chọn tìm kiếm Google làm công cụ tìm hiểu về sex, vì những thông tin bạn tìm thấy ở Google cũng có thể hoàn toàn là những thứ thông tin trôi nổi, chưa được kiểm chứng, phản khoa học, gây nguy hiểm cho bản thân bạn. Để ví dụ, bạn có thể nhìn vào một vài bài trong những từ khóa được tìm kiếm nhất trên Google về tình trạng phá thai. Bạn có hình dung nổi có biết bao nhiêu người ngoài kia chưa có hiểu biết đúng về sex hay không? Google cho ra kết quả đến từ những cụm từ hoặc những nhận định mà bạn tìm kiếm. Nếu bạn không biết cách search hoặc đặt câu hỏi đúng thì nó cũng không giúp ích gì lắm đâu. Cá nhân mình sẽ tìm hiểu thông qua những tài khoản Instagram có chia sẻ sâu và mang tính thực tế cao. Dưới đây là hai tài khoản Instagram hữu ích trong việc cung cấp kiến thức đúng về sex mà mình thường theo dõi. Inner Center, đây là kênh dành cho các chị em là chính, nhưng các bạn nam cũng có thể follow như một cách quan tâm sức khỏe tình dục của người yêu mình. Điểm đặc biệt mà mình thích nhất ở account này là sự giải thích cặn kẽ về những nhận định sai như xuất tinh ngoài là không có thai, môn đang hộ đối trong tình yêu, từ việc chăm sóc bản thân cho tới cách nhìn nhận về một mối quan hệ đúng đắn, cách bảo vệ bản thân khi sex, tất cả sẽ được gói gọn ở Inner Center nha các chị em. Sex O'Clock, tuy hiện nay không còn hoạt động mạnh nhưng bạn vẫn có thể tham khảo các bài viết đã từng đăng của tài khoản này. Đây là nơi tổng hợp những tâm sự siêu thực tế. Một khi đọc xong, bạn sẽ thấy những trăn trở thầm kín, những điều khó nói về sex của mình cũng là của rất rất nhiều người. Điểm khác biệt cực lớn của tài khoản này không chỉ dừng lại ở việc tâm sự mà còn là những lời khuyên có tâm và chân thành đến từ admin và các bạn followers khác. Giao tiếp thẳng thắn về trải nghiệm sex với partner của bạn. Cho dù bạn đọc và hiểu biết về sex nhưng nếu như bạn thiếu đi sự thẳng thắn với một nửa của mình, điều đó cũng sẽ đẩy bạn vào rất nhiều tình huống trớ trêu. Ví dụ như, em muốn dùng bao cao su, nhưng người yêu em bảo ảnh xuất ra ngoài thì sẽ không sao đâu.
Nó là một trong những lý do điển hình của rất nhiều em bé được ra đời và nhiều loại bệnh khác đó bạn. Hoặc nếu bạn yêu người yêu của mình nhưng chưa sẵn sàng cho chuyện sex, hãy cũng thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình nhé. Tóm lại, sex chỉ tốt nếu đến từ cả hai. Hãy nên thẳng thắn chia sẻ nói ra nguyện vọng, mong muốn của bạn với người ấy để trải nghiệm sex thực sự là một cuộc vui, không phải là sự lo lắng, thấp thỏm lo âu nha. Ok, và lời cuối cùng, hãy nhìn nhận sex cũng giống như bao nhu cầu, bản năng khác của con người. Chỉ cần đảm bảo rằng trước khi sex, bạn đã hiểu về nó, có kiến thức bảo vệ mình, có những quan điểm cá nhân rõ ràng để tránh những hệ lụy không đáng có nha. Và đó là toàn bộ chia sẻ của tác giả Jess Amquinn về vấn đề tại sao chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, không nên ái ngại khi nói và tìm hiểu về sex, cũng như các cách để chúng ta tiếp cận đến sex tốt hơn. Bạn nghĩ sao về chia sẻ trên? Hãy bình luận ở phía dưới comment cho chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.